sinh, em đến từ kho du lịch quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Và hôm nay là ngày đầu tiên khai trương tiệm bánh mì sinh viên. Thì tủ bánh mì này thì sẽ dùng để quyên góp các chương trình từ thiện. Và 15 hàng tháng thì sẽ có chương trình bánh mì khuyến mãi cho sinh viên là gồm 2.000 một hộ. Và vào những ngày tuần thứ 3 của hàng tháng thì sẽ phát cháo tại bệnh viện. Và ở đây thì cũng có nhận hỗ trợ các chương trình thiện nguyện cho các em vùng sâu vùng xa. Cùng với hoạt động với tủ bánh mì đó là xiên nước mía. Xiên nước mía thì đã hoạt động lâu rồi. Thì hôm nay thì cùng với tủ bánh mì này thì sẽ gộp chung lại để làm một chương trình thiện nguyện hoàn chỉnh hơn. Ở phía bên này là gồm có một thùng rác phân loại gồm các loại là tái chế và không tái chế được. Thì mời quý vị bên này để xem. Đây là thùng rác phân loại. Thì đây là gồm có rác tái chế, giấy và rác hữu cơ. Thì mỗi khi mà làm xong thì chúng em sẽ phân loại ra từng loại.